Xin chào tất cả các bác nhé. Em tiếp tục phục vụ các bác chiếc máy điều hòa di động Sanyo 4 chức năng. Con này em để mã số 5. Con máy các bác nhìn thấy nó cũng khá là gọn, chiều cao 65 phân, chiều ngang này 25, chiều dày này là 40 phân các bác nhé. Còn đây nó là điều hòa di động. Đây giảm lạnh các bác này. Giảm lạnh này khá ok đẹp. Con này hút ẩm 20 lít một ngày. Điện 330W, lạnh 1130W sưởi ấm, cửa gió thoát khí nóng coi nhé. Tính năng con này thì như các bạn nhìn trên này, chế độ làm lạnh này, chế độ hút ẩm 20 lít một ngày này, sưởi ấm này, quạt gió này, 3 cấp độ gió. Có hết giờ con này bảng điều khiển đơn giản, khá đơn giản. Con này cánh gió chỉnh tay các bạn nhé. Mẫu này cánh gió chỉnh tay này thì em bán là 3,3 triệu. 3,3 triệu bảo hành 6 tháng ấy. Bác nào có nhu cầu thì các bác lô nhé. Thay vì các bác mua một con hút ẩm thì các bác có thể mua một con này hút ẩm 20 lít một ngày luôn. Sau đó các bác có thể chạy làm mát vào mùa hè, sưởi ấm mùa đông. Khá là đa năng, đánh xe đẩy khắp nơi, bình nước các bạn. 3,3 triệu bảo hành 6 tháng. Các bác nào có nhu cầu thì các bác ủng hộ bên em nhé. Chào các bác.